Trạm cứu hộ trái tim, tập 44, bố Hà cùng vợ phải xuống nước cầu xin tình cũ. Trong trạm cứu hộ trái tim tập 44 lên sóng tối nay, ngày 18 tháng 6, ông Trường hẹn gặp bà Trúc mẹ của Vũ, cũng là tình nhân cũ để nói chuyện. Ông nói nếu trong quá khứ nếu làm tổn thương bà Trúc, thì xin nhận tất cả nhưng mong bà hãy mở lòng. Với mối quan hệ giữa Hà và Vũ, vì hai con đã phải chịu quá nhiều bất hạnh, đau khổ. Đừng để sai lầm của chúng ta trở thành rào cản của các con. Vũ và Ngân Hà xứng đáng được hưởng cuộc sống hạnh phúc, ông Trường xúc động nói. Ở diễn biến khác, Mỹ Đình bị ngất giữa đường đúng lúc chồng cũ đi qua nên được Lân đưa vào viện. Trong khi cả nhà lo lắng, thì bác sĩ thông báo Mỹ Đình đang mang thai nên cần lưu ý về sức khỏe. Bà Mến xúc động bật khóc và rối rít cảm ơn bác sĩ, khi cả Nam và Hà đều ngỡ ngàng. Nam gọi điện cho Vũ nhưng người khác nghe máy và báo có tai nạn khiến cả Việt và Hà vô cùng lo lắng. Lần cuối cùng gặp nhau, anh ấy nói là sẽ không làm phiền chị nữa. Anh ấy nói là hãy chăm sóc tốt cho Kitty. Có phải thực sự anh ấy rời bỏ chị, bỏ lại chị một lần nữa không? Hà khóc nói, Vũ có thực sự bị tai nạn? Và liệu bà Trúc có chấp nhận để Vũ đến với Hà? Diễn biến chi tiết trạm cứu hộ trái tim tập 44 lên sóng VTV3 vào 21h40 tối nay.